Ukraine đang đứng trước một thử thách chưa từng có. Lực lượng quân sự ngày càng suy yếu và đất nước này đang phải đối mặt với những quyết định sống còn. Moscow đang không ngừng tăng cường sức mạnh. Ngược lại, Kiev đang buộc phải dựa vào chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Tình trạng đào ngũ trong quân đội ngày càng nghiêm trọng. Nếu Ukraine không tìm ra cách giải quyết cuộc khủng hoảng này, khả năng kháng cự trước sức ép từ Nga sẽ bị đe dọa. Thời gian đang trôi qua và áp lực đang gia tăng. Biên tập viên Nga Vũ xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Bình luận Quốc tế. Thưa quý vị, trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga kéo dài, Ukraine không chỉ đối mặt với những thách thức từ phía đối thủ, mà còn phải xử lý những vấn đề nội tại nghiêm trọng như nền kinh tế đang lao dốc, lực lượng quân sự thì suy yếu và tình trạng đào ngũ trong quân đội ngày càng trở nên phổ biến. Điều này khiến cho lực lượng phòng thủ của quốc gia này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Trước thực trạng số lượng quân nhân Ukraine đào ngũ đang có dấu hiệu tăng lên sau hơn 2 năm chiến sự, hiện Kiev vẫn chưa có giải pháp nào thực sự hoàn toàn hiệu quả để ngăn chặn xu hướng này. Nội dung chi tiết ra sao xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Theo Văn phòng Tổng công tố Ukraine, hơn 60.000 vụ án hình sự đã được khởi tố vì tội rời bỏ đơn vị hoặc đào ngũ trái phép kể từ năm 2022, trong đó gần một nửa số vụ xảy ra trong năm nay. Kiev Post đưa tin, một trong những lý do chính là Ukraine thiếu quân để điều động luân phiên thay thế lực lượng chiến đấu trên tiền tuyến. Các lữ đoàn hiếm khi được nghỉ ngơi và phải chiến đấu liên tục trên mặt trận kéo dài hơn 1.000 km. Với tình hình giao tranh dữ dội liên tục và các đơn vị chiến đấu sẽ kiệt sức và nảy sinh tâm lý chán nản. Thậm chí, một số binh lính đã không về nhà hoặc gặp gia đình trong hơn một năm. Việc không thể cho binh lính nghỉ ngơi đầy đủ gây ra một vòng luẩn quẩn, binh sĩ mệt mỏi, kiệt sức và đào ngũ. Từ đó tình trạng thiếu người trở nên trầm trọng hơn và lại càng khó sắp xếp cho quân nhân nghỉ hơn. Ngoài ra, một số binh sĩ Ukraine cảm thấy không công bằng vì trong khi họ luôn phải phục vụ trên tuyến đầu thì nhiều quân nhân tuyến sau chưa bao giờ được điều động lên phía trên để chiến đấu. Theo Kiev Post, quy mô đào ngũ đã trở nên nghiêm trọng tới mức Quốc hội Ukraine đã thông qua luật. Trong đó quy định rằng lần đào ngũ đầu tiên của binh sĩ sẽ không bị khép vào tội hình sự. Luật này cho phép người lính trong lần đào ngũ đầu tiên có thể trở về đơn vị của mình mà không bị trừng phạt nếu chỉ huy của anh ta đồng ý. Tuy nhiên, Ukraine lại đối mặt với một vấn đề khác liên quan tới quá trình đào tạo. Các tân binh chỉ trải qua khóa huấn luyện ngắn rồi phải ra tiền tuyến, thường thiếu đi nhiều kỹ năng chiến đấu cơ bản. Họ sẽ có nguy cơ cao thiệt mạng hoặc tâm lý chưa vững vàng dẫn tới nguy cơ đào ngũ tiếp tục xảy ra. Đã có nhiều trường hợp tân binh đã bỏ trốn hoặc không thực hiện nhiệm vụ. Thưa quý vị, phóng sự vừa rồi đã cho chúng ta thấy tình trạng đào ngũ trong quân đội Ukraine đang tạo ra một thách thức lớn cho nỗ lực phòng thủ của quốc gia này trong cuộc xung đột với Nga. Và cùng tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi, xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời quen thuộc. Tôi xin trân trọng giới thiệu chuyên gia Lê Văn Cương. Kính chào quý vị khán giả. Ông là phó giáo sư, tiến sĩ triết học, thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an Việt Nam, một trong những nhà phân tích nghiên cứu chiến lược quan hệ quốc tế, thiếu tướng Lê Văn Cương. Xin trân trọng giới thiệu chuyên gia Lê Thế Mẫu. Xin kính chào quý vị khán giả. Ông là nguyên trưởng phòng thông tin khoa học quân sự, Viện Chiến lược Quốc phòng, Bộ Quốc phòng, chuyên gia phân tích chính trị, quân sự thế giới, đại tá Lê Thế Mẫu. Cảm ơn hai vị chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa chuyên gia, nguyên nhân chính nào dẫn đến tình trạng đào ngũ trong quân đội Ukraine và nó ảnh hưởng ra sao đến tinh thần chiến đấu của các binh sĩ? Tôi xin được hỏi chuyên gia Lê Thế Mẫu về câu hỏi này. Trước hết phải nói rằng là cái tình trạng đào ngũ của quân đội Ukraine thì nó có từ năm ngoái cả. Nhưng mà năm nay thì càng ngày càng nhiều hơn. Theo nhiều con số khác nhau thì có con số thì bảo là 80.000, có người con số thì 140.000 người đã đào ngũ. Nhưng mà thực tế chắc chắn là một sự đào ngũ hàng loạt, cái này thì rõ rồi. Ở đây thì có rất là nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên và có lẽ là chủ yếu nhất ấy, thì càng ngày thì người lính Ukraine cũng như người dân Ukraine nói chung ấy, thì người ta nhận thấy rằng là cái cuộc xung đột với Nga là cuộc chiến đánh ủy nhiệm của Mỹ và các nước phương Tây. Và chỉ người lính Ukraine đang tiến hành cuộc chiến đánh ủy nhiệm vì lợi ích của Mỹ và phương Tây, chứ không phải là vì dân chủ, vì giá trị của phương Tây như là người ta tuyên bố ở Ukraine. Đây là nguyên nhân, theo tôi là nguyên nhân quan trọng nhất. Càng ngày họ nhận thấy cái cuộc chiến này là cuộc chiến phi vô bổ, vô nghĩa đối với người dân Ukraine. Còn nhiều nguyên nhân khác thì trước hết phải nói thế này, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bây giờ nó trở thành gần như là một cuộc chiến tranh tiêu hao, cuộc chiến tranh giao thông hào, giống như thế chiến lần thứ nhất ấy, cực kỳ khốc liệt,
cực kỳ tàn bạo, cực kỳ hy sinh quá nhiều, cho nên bị cái tác động tâm lý và tinh thần cực kỳ lớn. Họ không thể chịu đựng nổi trong điều kiện mà người lính Ukraine không được thay thế, không được luân chuyển. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đa số người lính Ukraine hiện nay là được vào lính thì huấn luyện sơ sài, lại không được trang bị vũ khí một cách đầy đủ, do cái sự ngày càng thiếu vũ khí trang bị của phương Tây, cho nên họ không được trang bị một cách đầy đủ. Mà người lính lại không được huấn luyện tốt, lại không được trang bị đầy đủ, cho nên khi vào cuộc chiến họ không thể hoàn thành nhiệm vụ được, cuối cùng họ phải đầu ngũ. Một lý do nữa là chính sách hậu phương của quân đội Ukraine là không tốt. Có thể nói rằng là cái gia đình vợ con của họ ở nhà đấy thì không được chăm sóc đầy đủ. Trong cái đó thì các cái mạng xã hội, các truyền thông họ giới thiệu, họ tuyên truyền rất là rầm rộ về câu chuyện, tức là Tổng thống Nga Putin đã có chính sách đối xử hết sức là nhân đạo, hết sức là chu đáo đối với gia đình, đối với vợ con, đối với thân nhân của người lính ở trên chiến trường. Và những người lính bị thương thì được đối xử, được chạy chữa, được chăm sóc hết sức chu đáo. Trong bối cảnh đó thì quân đội, các người lính của Nga nhiều khi là bị chết trên chiến trường mà không được toàn thây, không được, thậm chí những người thương binh bị thương nặng là bị những lính khác là tiêu diệt và không cứu vớt. Cho nên bị họ đứng trước một cái cảnh tàn bạo như vậy thì họ cảm thấy chán nản. Cái thứ ba nữa là họ cảm thấy họ quá bất mãn về cái tình trạng bất công ở trong xã hội. Tức là những người lính nào mà đối tiền hối lộ nhiều ấy thì sẽ được bố trí ở những địa bàn nó ít căng thẳng hơn, thậm chí là bố trí ở phía sau. Còn những người lính nào mà không hối lộ thì lại bị điều lên những cái nơi ác liệt nhất. Họ cảm thấy rằng là tình trạng tham nhũng thì không chỉ trong quân đội Ukraine mà ngay cả trong chính quyền ở Kiev. Đấy là cái điều mà họ cảm thấy rằng là họ đứng chiến đấu vì một chính quyền, vì một đất nước tham nhũng như vậy, thì họ cảm thấy vô cùng chán nản, hết sức chán nản. Thì đấy là những cái lý do có thể nói là hết sức cơ bản, và làm cho người lính Ukraine là người ta cảm thấy rằng là cuộc chiến này là vô nghĩa, và người ta đào ngũ. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia Lê Thế Mẫu. Thưa chuyên gia Lê Văn Cương, vậy thì liệu tình trạng đào ngũ này có phản ánh sự bất mãn trong xã hội Ukraine đối với cuộc xung đột hay chỉ là vấn đề riêng trong quân đội ạ? Về cái nguyên nhân mà binh lính Ukraine đào ngũ thì những vấn đề mà đại tá Lê Thế Mẫu phân tích tôi hoàn toàn đồng ý thôi. Cái cơ bản là người Ukraine người ta cũng trong 2 năm người ta cũng giặc ngộ dần rồi. Nếu như ngày vào tháng 2, tháng 3 năm 2 người ta còn có ý nghĩa nhận thức được cuộc đấu tranh là vì bảo vệ tổ quốc, chống xâm lược vân vân á, thì sau 2 năm này thì rõ ràng cái nhận thức họ khác ấy rồi. Đây là một cuộc đấu tranh thực sự. Hóa ra là người thanh niên Ukraine chỉ cầm súng của Mỹ vì phương Tây để đánh Nga. Mục đích của Mỹ không phải là cứu Ukraine. Họ cần gì chủ quyền Ukraine đâu mà. Họ là cần cung cấp tiền và vũ khí để cho người Ukraine đánh bại Nga, làm tan rã Nga. Mục đích của Mỹ là như vậy. Chứ họ quan tâm gì đến cái chủ quyền của Ukraine, quan tâm gì đến cái đời sống của Ukraine, không phải. Cho nên đây là cái thức tỉnh của Ukraine. Thức tỉnh. Cái năm 22 không có, rất ít. 24 này tăng lên. Cho nên phải nói là cái mặt bằng trí thức người Ukraine, người Ukraine người thông minh lắm đấy ạ. Cùng dòng Slaver của Nga cả thông minh lắm. Họ thức tỉnh chứ ạ. Nhất là cái mạng xã hội bây giờ không ngăn cấm được. Nó khác với ta thời chống Pháp chống Mỹ. Bây giờ nó khác rồi. Thông tin tràn ngập nhưng mà họ thức tỉnh. Họ nhận thức ra là cuộc chiến này vô nghĩa. Đây là cái phóng cái nhận thức của xã hội. Cái điều thứ hai tôi muốn bổ sung thêm đại tài Lê Thế Mẫu là thế này. Cái thực tiễn trên chiến trường. Nên nhớ là tháng 9, tháng 10, tháng 11 năm 2022 khi Nga rút khỏi Cây Sơn. Cái quý 3, quý 4 năm 2 là Nga ở trạng thái có thể nói thất bại. Hôm 1 tháng 9 năm 2 Tổng thống Putin phải phát lệnh đồng viên phần đất nước, tức là nghiêm trọng lắm đấy ạ. Tháng 8, 9, 10, 1, 22 thì lính Ukraine có đào ngũ bao nhiêu đâu? Không có. Đào ngũ sau cuộc tổng phản công mùng 4 tháng 6 năm 23 thất bại. Từ tháng 5
cái mặt trận, cái thế và lực của quân đội Ukraine nó mới đi xuống dần. Nhất là năm 24 này. Trên chiến trường, cái chiến tuyến gần hơn 1.200 cây số như vậy. Cơ bản là quân đội Nga ở thế chủ động. Mà quân đội Ukraine là rút lui. Có cùng mất lãnh thổ, mất chiến tuyến. Cái bức tranh này người Ukraine biết chưa? Không thể giấu được. Binh lính biết chứ. Cho nên nguyên nhân mà tôi muốn nói bổ sung thêm mình đại thái lý thêm một là cái thực tiễn chiến trường cho người lính Ukraine, người ta thấy rằng là không thể thắng Nga được. Không thắng Nga được. Với như vậy thì cầm súng làm gì? Trước hết bảo cái mạng sống của mình thôi, đồng đầu hàng Nga xong rồi tính sau. Chứ quả thật mà nếu họ biết rằng là thắng Nga, như cái thằng 9, thằng 10, 1 năm 22 thì họ không đau ngủ. Cái năm 24 này trời ơi, lính chết, bắt lính, đời sống và chiến trường cực kỳ khó khăn, hậu phương mà đảm bảo gì cả. Thậm chí có vùng, có nơi lính Ukraine chà đạp với nhau nữa để mà cứu sống mình. Thì cuộc sống vô nghĩa. Thực tiễn chiến trường này tác động vào cái suy nghĩ của người lính Ukraine, họ cảm thấy không thắng Nga được. Hóa ra là cơ quan lãnh đạo từ tổng thống đến cấp tuyến trên Ukraine nói dối họ cả. Họ bị đang bị lừa dối, họ đang bị chính quyền của họ lừa dối, họ đang bị đồng minh họ lừa dối. Vậy nhưng mà hy sinh vì lừa dối không bao giờ họ làm cả. Không một người nào tự nguyện hy sinh vì lừa dối cả. Đây là cái thức tỉnh của dân tộc Nga, của dân tộc Ukraine. Cái thức tỉnh của người lính Ukraine từ một chiến trường, thực tế chiến trường. Đến mức độ Mỹ bây giờ thừa nhận rồi. Ngày 26 tháng 9 vừa rồi, trong tiệp Zelensky này, cái này mấy ngày thôi ạ. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói thế này: Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ hậu thuẫn cho Ukraine hiện nay và tương lai để Nga không thể giành thế thắng. Trước đây một năm, tổng thống Hoa Kỳ vẫn đánh bại Nga, bây giờ Nga không thể giành thế thắng. Đừng quên bốn chữ này. Mục đích là không để Nga giành thế thắng. Nhưng mà bản thân Hoa Kỳ người ta thấy nó không thắng Nga được rồi. Nhân đây tôi nhắc, tôi nhớ lại một cái tuyên bố của Tổng thống Putin ấy. Tức là khi mà ông được hỏi là bao giờ thì cuộc chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, Ukraine sẽ kết thúc. Tổng thống Putin trả lời thế này: cuộc chiến này sẽ kết thúc khi mà chính người dân Ukraine, người ta nghĩ những bà mẹ, những người chị, người em của người lính Ukraine ấy, họ nhận thấy rằng là cuộc chiến tranh này là vô bổ, là phi nghĩa, là vô nghĩa. Họ chết hy sinh vì quyền lợi của người khác, của các thế lực bên ngoài. Khi đó chiến tranh sẽ kết thúc. Cho nên liên quan đến câu chuyện là khi mà người lính Ukraine đầu ngũ hàng loạt, đấy là thời điểm cảnh báo cuộc chiến sẽ kết thúc. Thưa quý vị, vừa qua Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình ở tiền tuyến trong cuộc xung đột với Nga đang rất rất khó khăn. Bên cạnh đó, Ukraine có thể không nhận được viện trợ quân sự từ phương Tây vào năm 2025 do các quốc gia đồng minh đang đối mặt với khó khăn tài chính. Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây để có cái nhìn rõ hơn về vấn đề này. The Economist cảnh báo, Tổng thống Zelensky có thể đang thách thức thực tế với chiến lược quân sự của mình. Nếu tiếp tục theo đuổi đường lối này, ông có nguy cơ mất đi sự ủng hộ cả trong và ngoài nước, đồng thời gây ra sự chia rẽ sâu sắc hơn trong xã hội Ukraine. Tạp chí này cho rằng Ukraine cần định nghĩa lại chiến thắng trước Nga, không còn là chiến thắng quân sự, mà là trở thành một nền dân chủ thịnh vượng thân phương Tây, thông qua các nhượng bộ hòa bình. Để thực hiện điều này, các nhà lãnh đạo phương Tây cần đảm bảo rằng Ukraine có đủ năng lực quân sự và an ninh để bảo vệ chính mình. Theo nguồn tin từ Bloomberg, Ukraine có thể không nhận được viện trợ quân sự từ phương Tây vào năm 2025 do các quốc gia đồng minh đang đối mặt với khó khăn tài chính. Mặc dù các đồng minh của Kiev vẫn đang thương thảo về các điều khoản cuối cùng của thỏa thuận, Mỹ đang nỗ lực ngăn cản sự phản đối từ Hungary trong các kế hoạch của EU. Tuy nhiên, ngay cả khi thỏa thuận được thông qua, 50 tỷ đô la Mỹ này vẫn bị coi là không đủ để đáp ứng nhu cầu của Ukraine trong năm tới. Ngày 26 tháng 9,
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố gói viện trợ quân sự khổng lồ trị giá gần 8 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, bao gồm cả tên lửa có tầm bắn đến Nga. Thông báo này được đưa ra ngay khi Tổng thống Zelensky đến thăm Nhà Trắng nhằm thúc đẩy việc cho phép sử dụng vũ khí tầm xa tấn công vào lãnh thổ Nga, một yêu cầu mà Mỹ vẫn chưa chấp thuận. Kể từ khi xung đột bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, Washington đã viện trợ cho Ukraine hơn 56 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, tương lai của các gói viện trợ quân sự này vẫn còn bấp bênh, nhất là khi các nước phương Tây phải đối mặt với áp lực tài chính ngày càng gia tăng. Vâng, thưa hai vị chuyên gia, việc thiếu hụt vũ khí từ phương Tây tác động như thế nào đến khả năng phòng thủ và tiến công của Ukraine trong cuộc xung đột hiện tại? Tôi xin mời chuyên gia Lê Thế Mẫu. Rõ ràng là cái việc thiếu hụt cái vũ khí trang bị của phương Tây cho Ukraine thì nó tác động rất là nhiều chiều. Nhưng ở đây tôi xin lưu ý và như chị nói, tức là hai hướng, tức là phòng thủ và tấn công. Tác động về phòng thủ thì ở hai bình diện, phòng thủ chiến lược, phòng thủ quốc gia và phòng thủ chiến trường. Ở cấp độ quốc gia đấy, thì rõ ràng là Ukraine không thể có đủ khả năng để bảo vệ toàn bộ cái không phận của mình, không đủ khả năng để bảo vệ các mục tiêu dân sự, hạ tầng cơ sở mang tính chiến lược, cũng như không thể bảo vệ được những cái căn cứ quân sự, những cơ sở căn cứ quân sự lớn về cấp độ quốc gia là như vậy. Cho nên có thể rằng vừa trong thời gian vừa rồi ấy, thì Nga đã sử dụng tên máy bay không người lái, tên lửa siêu vật âm, bom lượn đã tấn công hàng loạt vào các căn cứ quân sự của Ukraine, vào các cơ sở hạ tầng quân sự công nghiệp mà phục vụ cho cái cuộc chiến ở Ukraine. Cho nên có thể là ở cấp độ phòng thủ chiến lược quốc gia đấy thì bị hạn chế hết sức là nghiêm trọng. Ukraine gần như không thể bảo vệ được cái không phận cũng như bảo vệ những hạ tầng cơ sở, những cái mục tiêu quân sự then chốt của mình. Đấy là về mặt cấp độ quốc gia là như vậy. Còn trên chiến trường thì quân đội Ukraine đã không thể bảo vệ được những chiến tuyến đã từng xây dựng hết sức kiên cố để ngăn chặn cái đoàn tiến công của quân đội Nga. Cho nên trên chiến trường thì thiếu xe tăng, thiếu pháo binh, thiếu tên lửa chống tăng, cho nên không thể chống đỡ được cái đà tiến công của quân đội Nga. Cho nên chúng ta quan sát diễn biến chiến sự trong thời gian vừa rồi, chúng ta thấy rằng là Nga liên tiếp giải phóng hết những làng này, làng khác, thành phố này, thành phố khác, và đứng trước một cái triển vọng, tức là Nga sẽ giải phóng toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa Donetsk và Lugansk, mà hiện nay đang bị một số các khu vực còn nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội Ukraine. Như vậy là về mặt phòng thủ thì nó hai định hướng như vậy, hai hướng trên phòng thủ quốc gia và phòng thủ chiến trường. Còn về tác động đến cái khả năng tấn công thì có thể rằng trước đây thì quân đội Ukraine tiến hành triển khai hoạt động tấn công trên hai hướng. Một là tấn công vào các mục tiêu quân sự của Nga trên chiến trường Ukraine, thậm chí là tấn công vào các cơ sở kinh tế quân sự của nước Cộng hòa Donetsk và Lugansk, hay là hai tỉnh Kherson và Zaporozhye. Thì hiện nay cái khả năng tấn công này cũng hết sức hạn chế. Thứ hai là khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ của Liên bang Nga. Thì khả năng này thì rõ ràng là chúng ta biết rằng thời gian vừa rồi thì Ukraine sử dụng máy bay không người lái để tấn công vào một số các cái mục tiêu quân sự hay là kinh tế quan trọng của Nga. Nhưng mà cái quan trọng nhất là Ukraine muốn sử dụng các vũ khí trang bị tầm xa của phương Tây để tấn công vào hạ tầng cơ sở và những mục tiêu quân sự của Liên bang Nga. Thì khả năng này là gần như không thể thực hiện được. Bởi vì cho đến thời điểm này thì Mỹ và Anh, Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Anh vừa rồi thì đã thông qua quyết định, tức là vẫn chưa có quyết định là cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tên lửa tầm xa của họ để tấn công vào các mục tiêu trên lãnh thổ Liên bang Nga. Cho nên là có thể là khả năng tấn công vào các mục tiêu của Liên bang Nga trên lãnh thổ của Nga thì hiện nay là cũng bị hạn chế. Như vậy có thể là cái việc thiếu hụt vũ khí trang bị của phương Tây, trở lại của NATO, thì tác động rõ ràng là hạn chế cả khả năng phòng thủ chiến lược, phòng thủ chiến thuật, phòng thủ chiến trường cũng như là khả năng tấn công. Về vấn đề này thì tôi đồng ý với đại tá Lý Thế Mậu. Nhưng mà tôi muốn có một ý kiến là khác với dư luận quốc tế. Chúng ta lưu ý là Tổng thống Ukraine Zelensky bao giờ cũng mở miệng nói rằng chúng có thiếu vũ khí. Đến Bruxelles nói vậy, đến Washington nói vậy, đến London nói vậy.
Thì đúng là nó thiếu. Đồng ý với đại tá Lê Thiện Mầu là thiếu, thì như vậy là khó khăn cho vấn đề phòng thủ và tấn công. Nhưng đấy không phải là nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu nằm chỗ khác. Vấn đề là con người sử dụng vũ khí. Mà cái này phương Tây không thể làm thay Ukraine được. Con người này, tôi nói là hai lớp người. Cái lớp người chỉ huy. Trong hơi năm, hai năm chiến tranh mà thấy Bộ trưởng Quốc phòng, thấy cả hàng loạt tướng lĩnh như vậy. Thì ngay cái lực lượng, gọi là lực lượng cái lớp cái người mà chỉ huy chiến tranh này là có vấn đề rồi. Thứ hai là cái đội ngũ cầm súng. Như chúng ta bàn với nhau vừa rồi đấy ạ. Có đào tạo cho được bao nhiêu đâu mà. Muốn sử dụng lại cái F-16 của Mỹ nữa. Tối thiểu phải được đào tạo ít nhất là 18 tháng đấy ạ. Chứ cái này không phải như điều khiển xe bò đâu ạ. Làm gì có người được đào tạo cơ bản như vậy. Đến bây giờ tinh thần rều rào đến thế. Chứ vấn đề ở đây không phải là thiếu vũ khí. Một nguyên nhân thiếu vũ khí, một nguyên chủ yếu nguyên nhân là con người. Từ chỉ huy đến binh lính có vấn đề của họ. Với chừng ấy vũ khí. Với một tham mưu lãnh đạo giỏi giang, trong sạch. Một đội quân thiện chiến. Thì chắc chắn xoay chuyển tình thế được chứ ạ. Nhưng phải thiếu vũ khí đâu. Không phải thiếu. Mà Mỹ phương Tây châu Âu bây giờ chán lắm rồi. Zelensky đã trăm lần hứa hẹn chiến thắng. Ngay của Washington và Bruxelles họ cũng chán lắm. Không còn tin ông Zelensky nữa. Nói thẳng mà nói thế. Chứ nếu như ông thắng chiến trường thì chắc chắn đổ vũ khí mới được. Chứ vấn đề đây là cái thiếu vũ khí là một nguyên nhân thôi. Mà tôi cho một nguyên nhân chủ yếu đó. Nguyên nhân chủ yếu là con người sử dụng vũ khí. Ở cái tầm chỉ huy và tầm sử dụng. Nó có vấn đề. Cái từng ấy người 13,000 quân mà giỏi giang tinh nhuệ, bộ tham mưu giỏi nữa, còn xoay chuyển được chứ. Vũ khí phương Tây mạnh lắm chứ. Tôi nói với các bạn là cái Javelin ấy, cái tên lửa mà chống tăng của Mỹ là cái là Nga sở nhất đấy. Một công nghệ hoàn toàn mới. Cho nên cái vũ khí ấy tốt lắm. Chứ tôi nói thiếu vũ khí, đây là cách nói của Zelensky thôi. Chứ cái thiếu vũ khí là có nguyên nhân, không phải nguyên chủ, là con người sử dụng. Ở cái tầm cao nhất cũng hỏng, cái tầm thấp nhất thì hoảng loạn chán rồi. Chứ còn với từng ấy vũ khí mà 300 người mà tinh nhuệ thì còn xoay chuyển tình thế được ngay, không phải đâu. Chứ quan điểm của tôi vấn đề khác nằm chỗ khác, chứ không phải thiếu vũ khí. Vâng, thưa chuyên gia Lê Văn Cương, vậy thì trong bối cảnh khó khăn về tình trạng đào ngũ và thiếu vũ khí như vậy, tại sao Ukraine vẫn tăng cường quân tinh nhuệ ở vùng Kursk ạ? Có lần chúng ta đã bàn chuyện này rồi. Ta đã bàn cái chuyện nguyên nhân đẩy quốc cơ. Một lưu ý các bạn tí quốc cơ nữa nha. Trong đại chiến thế giới lần thứ 2 tới năm 1945 á, thì có hai trận nổi tiếng là Stalingrad và trận quốc. Ngày 23 tháng 8 năm ngoái, Tổng thống Nga Putin là đến kỷ niệm 80 năm chiến thắng quốc đấy. Cái quốc nhắc đến cái quốc là gửi tâm tưởng người Nga một cái tự hào dân tộc ghê gớm lắm. Cho nên chính Zelensky cũng khôn ngoan, tại sao đánh một quốc có lý của nó. Đánh một cái tượng trưng, cái danh dự, cái tự hào của người Nga. Đồng thời ở đây cũng là cái nơi mà một nơi tập trung cái lực lượng quân sự và vũ khí lớn của Nga nữa. Đánh một quốc. Phải chăng là Tổng thống Ukraine tập trung cái quốc này là vì thế này? Cái chiến tuyến hơn ngàn cây số này, như vào là cái năm 24 này đang bị đồng đội phó rồi, Nga tiến công rồi. Cái mục tiêu quân sự là gì? Buộc Nga phải rút bớt tiền tuyến để bảo vệ quốc, giảm bớt sức căng cái tiền tuyến ngàn cây số. Đấy là mục tiêu. Cái mục tiêu chính trị quan trọng hơn là lung lay tấm trạng người Nga. 145 triệu người Nga, các ngài, các ông, các bà phải thấy rằng là cuộc chiến tranh là phi nghĩa. Nha. Các Nga phải trả giá. Và thông qua đấy người Nga sẽ nổi loạn đẩy ông Putin ra khỏi Điện Kremlin. Còn tác động cái tâm trạng binh lính ở Nga ở chiến trường Ukraine nữa cơ ạ, về mặt chính trị.
Về mặt ngoại giao, Tổng thống Ukraine cũng còn bài tính nữa là gì? Nói với Washington, Brussels đấy, với chừng ấy vũ khí mà chúng tôi còn làm được như vậy, thì bây giờ nếu càng ngày tăng cường vũ khí nữa, chúng tôi còn làm được đâu nữa. Cái yên tâm, chúng tôi phải thắng. Có mục đích quân sự, mục đích chính trị, trên phương diện tâm lý, còn mục đích về ngoại giao nữa. Ngoài ra, tại sao cái lúc binh lính khó khăn, thiếu và yếu như vậy lại đưa đến đến quốc là theo nguồn tin mới nhất là 8.000 đấy ạ. À. Có nguồn tin là 12.000. Đánh cuộc đánh tinh nhuệ. Lực lượng Ukraine là lực lượng tinh nhuệ chứ không phải lực lượng ở chiến tuyến, chiến trường đâu. Cố giữ bằng được để chuẩn bị cho cái đàm phán, chuẩn bị hội nghị quốc tế lần thứ hai và đàm phán. Đánh đổi, ông giữ của tôi cái Donbass thì tôi giữ ông quốc. Thôi bây giờ ông trao đổi nhau, ông rút khỏi Donbass, tôi rút khỏi quốc. Có thêm vốn thì mà cả đến chuyện trong đối thoại ngoại giao. Họ phải làm như vậy. Mà tại sao? Từ mùng 9, mùng 6, mùng 8 bây giờ không rút. Là vì chỗ này. Nhưng phải nói thẳng ở đây Nga không có vấn đề của họ. Tất nhiên chúng ta chỉ nhìn một phía thôi. Cách tiếp cận chúng ta là một phía, có nhiều cách tiếp cận khác. Cũng có cách tiếp cận khác, đây là cái bẫy của Putin giăng ra. Rồi buộc Zelensky phải vào cái bẫy này. Tao giữ mày đấy, để tao tấn công ở chiến trường. Đây là một quan điểm. Nhưng tôi thì nghĩ rằng là phía Nga cũng có mặt yếu của họ. Đầu tháng 9 vừa rồi, Điện Kremlin tuyên bố rằng là trước mùng 1 tháng 10, bằng mọi cách phải đuổi hết quân Ukraine khỏi lãnh thổ. 2.5 năm chiến tranh, 17.700 lệnh trừng phạt của Mỹ phương Tây. Trong lịch sử hiện đại này chưa bao giờ một quốc gia nào chịu cái lệnh trừng phạt đến gần 18.000 lệnh trừng phạt cả. Đấy là cuộc đối đầu của Nga với 40 quốc gia trong đến 32 quốc gia NATO. Họ khó khăn, không đơn giản đâu ạ. Gồng mình lên để mà giữ được chiến tuyến, để mà tạo ra một cái thế mới trong cái đàm phán. Chứ mình phải chia sẻ Nga khó khăn, chứ không phải đơn giản đâu. Chứ không phải là những có người nói với tôi là ông Putin không muốn đuổi, không phải đâu. Không đuổi nổi, chứ không phải muốn đuổi đâu. Nhưng thật ra mà nói phía Nga không có khó khăn của họ. Nói vậy thôi, chứ không đơn giản. Hơn nữa thì cuộc tính chất cuộc chiến này khác. Nga là thực hiện cuộc chiến tranh với một cái binh lực lượng vũ trang hiện đại tinh nhuệ. Còn Ukraine chơi du kích. Một đội quân tinh nhuệ để một quân du kích nữa, thì thông thường đội quân tinh nhuệ cực kỳ khó khăn à. Ngay cả Ukraine cũng là du kích. Tài quốc cũng chơi du kích. Chắc còn đống mà bày trần ra thì khả ngay ngang nhau ngay. Trên cái bất ngập, cái mâu thuẫn giữa hai đội đánh khác nhau. Chứ Nga không phải khó khăn của nó quốc, chứ không phải có người nói về tôi là ông chưa muốn đuổi, không hẳn. Tôi nghĩ là ông khó khăn chưa làm nổi, nhưng chắc chắn ông sẽ làm được thôi, có thể nói như vậy. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Lê Văn Cương. Thưa chuyên gia Lê Thế Mẫu, vậy thì Ukraine sẽ có những lựa chọn nào để tìm kiếm nguồn cung vũ khí khi mà sự hỗ trợ từ phương Tây bị giảm sút, thưa chuyên gia? Hiện nay thì qua cái động thái cái hoạt động về đối ngoại cũng như đối nội của Zelensky vừa rồi, chúng ta thấy rằng là Ukraine sẽ triển khai rất nhiều hướng, trên nhiều hướng để có thể bù đắp lại cái sự thiếu hụt của vũ khí trang bị của phương Tây. Hướng thứ nhất tức là Ukraine sẽ đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng. Hiện nay thì ta biết rằng là Ukraine đã ký hiệp định hiệp ước an ninh với gần 10 nước, trong đó có cả Mỹ, rồi Anh, rồi Pháp, vân vân. Trong đó có một nội dung rất quan trọng, tức là họ sẽ giúp cho Ukraine để đẩy mạnh phát triển cái nền công nghiệp quốc phòng, để công nghiệp Ukraine tự nghiên cứu phát triển các loại vũ khí cần thiết, kể cả vũ khí tên lửa tầm xa có thể tấn công vào lãnh thổ của Liên bang Nga. Chúng ta biết rằng hiện nay thì Ukraine yêu cầu Mỹ và các nước NATO là cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của họ để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ của Nga. Hiện nay thì Mỹ và Anh là chưa đồng ý, Đức là chưa đồng ý, Pháp có thể là chưa đồng ý. Cho nên là bây giờ để giải quyết vấn đề này thì chính Ukraine phải tự nghiên cứu phát triển vũ khí tên lửa tầm xa. Mà tôi biết rằng là người Ukraine là rất giỏi trong câu chuyện này.
nên nhớ lại là tất cả các loại vũ khí trang bị của Liên Xô trước đây, tên lửa xuyên lục địa, tàu ngầm, xe tăng là đều có sự đóng góp vô cùng quan trọng của các chuyên gia kỹ thuật của Ukraine. Cho nên hiện nay là Mỹ và các nước phương NATO tập trung sẽ đầu tư tiền của công nghệ để cho Ukraine từ nghiên cứu phát triển các loại vũ khí trang bị tốt nhất, kể cả tên lửa tầm xa, vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ của Liên bang Nga. Đây là cái giải pháp có thể nói là chiến lược mà lâu dài, trước mắt và lâu dài. Có lẽ giải pháp đầu tiên và quan trọng nhất đấy là như vậy. Và tôi thấy hiện nay Ukraine đang triển khai, Ukraine về Mỹ, về các nước phương Tây đang triển khai theo cái hướng này. Cái hướng thứ hai là Ukraine sẽ lùng săn lùng để mua sắm, để mua lại những cái vũ khí trang bị của Nga, của Liên Xô được đây mà đã xuất khẩu sang các nước trên thế giới mà không phải là thành viên của NATO. Hiện nay thì Ukraine đang triển khai theo hướng này, tức là bù lắp lại những cái vũ khí thiếu hụt, chủ yếu là mua những cái vũ khí của Nga, của Liên Xô được đây và của Nga xuất khẩu cho các nước khác trên thế giới, nên Ukraine mua lại với giá cao. Và tiền thì tiền quá, tiền là của Mỹ và NATO, tuy nhiên là tiền của họ đâu. Cái thứ ba là mua sắm trên chợ đen. Có thể nói rằng trên thế giới hiện nay hình thành một thị trường chợ đen vũ khí khổng lồ. Hamas này, rồi Hezbollah này, sở dĩ có vũ khí nhiều chính là săn lùng các vũ khí trên thị trường chợ đen. Thì Ukraine bây giờ cũng như vậy, họ sẽ săn lùng vũ khí trên thị trường chợ đen. Thị trường này hết sức là rầm rộ. Người ta nói ngoan đùa là trên thị trường này có thể mua cả tên lửa xuyên lục địa, để mua đồ như vậy. Đây là cái ba cái, đây là những cái ba cái xu hướng mà những cái xu hướng mà Ukraine hiện nay đang muốn để loại bỏ được cái hạn chế trong cái việc thiếu hụt vũ khí của phương Tây. Về cái chỗ này tôi muốn nói thêm tin này, tôi đồng ý với đại tá lấy thêm mẫu thôi. Đừng quên rằng là cái thời Liên Xô này, cái năm 22 năm 91 này, cái Donbass là cái nơi mà trung tâm công nghiệp quốc phòng của Liên Xô này. Donbass có những nhà máy sản xuất tên lửa, tổng thanh, động lực của tàu ngầm, tàu thủy. Năm 91, Trung Quốc còn mua cái tàu sân bay đầu tiên của Ukraine mà. Khi tăng đến toàn trang trả, năm 91 thành lập Ukraine, Ukraine còn quản lý 1.000 quả bom nguyên tử. Thứ nhất là họ có một cơ sở công nghiệp của Liên Xô rất mạnh. Thứ hai là họ có một đội ngũ chuyên gia về công nghệ kỹ thuật vũ khí rất giỏi, có cái nền tảng như đào tạo lấy màu nói này. Chứ mày không. Nhưng mà ở đây là người nhầm. Hiện nay là Ukraine 13 nước đã ký với Ukraine là hỗ trợ cung cấp phương tiện kỹ thuật, vật liệu để chúng ta sản xuất vũ khí. Thì cái là có, nhưng cũng hình thức thôi ạ. Chủ yếu hiện nay là họ đưa linh kiện lắp ráp Ukraine. Cái chiến tranh làm sao Ukraine sản xuất được thành các tổ hợp lắp ráp vũ khí của Mỹ, của Anh, của Pháp, của Đức ở Ukraine, chứ không phải Ukraine sản xuất. Còn lâu họ làm được, nhưng bây giờ còn để quyền làm. Tất cả vũ khí này là lắp ráp, tất cả linh kiện đi từ Mỹ, từ Anh, từ Pháp, Đức sang đem lắp ráp thôi, chứ không phải sản xuất theo kiểu ấy. Tất cả vũ khí, cái gọi là sản xuất ở Ukraine, tức là nơi lắp ráp các cái thành phần, các cái nguyên liệu của các nước NATO để thành vũ khí, chứ không phải là sản xuất theo ý nghĩa, tức là họ làm từ đâu chỉ cuối không có đâu. Cái điều này muốn nói thẳng như vậy. Đấy là một cách để né tránh cái phản ứng của Nga. Đấy, vũ khí của chúng tôi. Bây giờ Mỹ và phương Tây không đồng ý là cho sử dụng vũ khí của Mỹ, không thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, thì chúng tôi dùng vũ khí tự sản xuất. Vì thế Nga đã phát đi điều này rồi. Trong cái điều chỉnh cái chiến lược hạt nhân của Putin có nói rõ điều này. Nói rằng cái gọi là sản xuất vũ khí của Ukraine thực chất là nơi lắp ráp vũ khí của Mỹ và các nước phương Tây. Và vì thế Nga coi đấy là vũ khí Mỹ phương Tây, chứ không phải là vũ khí của Ukraine, không phải. Đấy có vấn đề của nó. Vâng, thưa chuyên gia Lê Văn Cương, vậy thì theo chuyên gia đánh giá, các quốc gia phương Tây có thể làm gì để đảm bảo dòng chảy vũ khí đến Ukraine? Bây giờ thế này, thật ra thì họ đang cung cấp, nhưng mà bản thân Mỹ phương Tây cũng khó khăn của nó. Ngay nước Mỹ hiện nay cũng chia rẽ.
ngay cái ứng viên tổng thống khóa 47 này, bà Hillary quan điểm khác, mà ông cựu tổng thống Donald Trump quan điểm khác. Quan điểm là kiến chủ đảng Cộng hòa cũng khác nhau. Ngay châu Âu khó khăn, cái cổ xe kinh tế của châu Âu là Liên bang Đức, chính quyền mà cái đèn giao thông đỏ vàng xanh của ông Scholz cũng gặp rất nhiều khó khăn. Cuộc bầu cử chính quyền nghị viện địa phương vừa rồi thất bại thảm hại. Người châu Âu bắt đầu thức tỉnh rồi. Nếu như năm 2022 họ nghĩ rằng cần phải làm xẻ nạt được Nga ra để đảm bảo an ninh châu Âu thì quả ra bây giờ không phải. Cuộc chiến này bây giờ 450 triệu người châu Âu thức tỉnh, quả ra là người ta nói đấy, cuộc chiến của Mỹ chứ không phải là của mình. Quả ra nó không phải cũng liên quan gì mình cả. Hai năm rưỡi này mình là cái gì cả? Kinh tế khó khăn, đời sống khó khăn, chủ nghĩa dân tộc phát triển. Cái ngày 9 tháng 6 vừa rồi, cái bầu cử nghị viện châu Âu thì biết rồi. Chính trị là vậy, kinh tế là thế, xã hội là thế. Chứ thật ra mà nói thì cái chỗ này nói về phương Tây thôi, chứ chủ yếu là Hoa Kỳ thôi. Thì đến giờ phút này thì Hoa Kỳ, phương Tây kiên quyết không để cho Nga thắng, mà không để cho Ukraine thua. Chứ còn bây giờ thì không thể ai nói thắng Nga nữa rồi. Ngày 26 tháng 9 vừa rồi, Tổng thống Joe Biden cũng nói với Zelensky là không để Nga thắng thế, thế thôi. Cho nên họ cũng sẽ chuyển vũ khí cho Ukraine đến kỳ đồ mà không để Nga giành chiến thắng trên chiến trường. Đến vậy thôi. Chứ còn với cái bộ máy chiến tranh của Ukraine thì ngay cả Bruxelles, phương Tây cũng còn hy vọng. Nói thật ra họ không còn tin nữa. Nói thẳng mà nói nữa. Cả Washington, Bruxelles không còn tin cái bộ máy chiến tranh của Ukraine nữa. Nói thẳng mà nói thế. Với cái đội quân như vậy, với một cái bộ tham mưu chiến đấu như vậy thì ai tin nữa. Chứ họ không sẵn sàng cung cấp vũ khí đâu ạ. Cung cấp đến cái đồ mà để cho Ukraine không thất bại thảm hại thôi. Rồi tìm một giải pháp khác, có thể nói như vậy. Chuyên gia Lê Thế Mẫu, ông có muốn bổ sung về ý kiến của chuyên gia Lê Văn Cương không ạ? Nếu mà nói thực chất về cái cuộc xung đột Nga-Ukraine thì hiện nay nó được biến thành cuộc chiến tranh toàn diện. Thậm chí là người ta không còn nói là chiến tranh toàn diện nữa, mà thực ra là các chuyên gia của Mỹ rồi phương Tây rồi cả Nga, đặc biệt là Nga, thì họ cho rằng đây là cuộc chiến tranh thế giới phức hợp đầu tiên trong lịch sử thế giới, chứ không phải là cuộc đơn giản là cuộc chiến tranh toàn diện. Cuộc chiến tranh phức hợp này thì căn cứ 3 tiêu chí để có thể nói rằng đây là cuộc chiến tranh thế giới phức hợp. Tiêu chí thứ nhất là mục tiêu chính trị của nó phải mang tính toàn cầu, mang tính thế giới. Thứ hai là các lực lượng tham chiến cũng phải mang tính thế giới, mang tính toàn cầu. Thứ ba là các phương thức tác chiến cũng phải mang tính toàn cầu. Thế mới gọi là cuộc chiến thế giới được. Nhưng thế giới này không phải như là thế giới 1, thế giới 2, mà người ta gọi là chiến thế giới phức hợp, tức là hybrid war. Hay là báo chí Việt Nam chúng ta thì gọi là chiến tranh lai, nhưng thực ra gọi đúng là không phải chiến tranh lai. Tức là người ta bỏ lai ghép cây cam và cây ổi ra và thành một loại cây khác đấy. Hybrid là như vậy, nhưng mà không phải, đó là chiến tranh phức hợp. Thế thì về mục tiêu chính trị mà nói là Mỹ theo đuổi mục tiêu là gì? Với cuộc chiến với Ukraine thì Mỹ sẽ đánh bại Nga, buộc Nga phải thất bại trên được. Nga sẽ tan rã, Nga sẽ sụp đổ. Ông Putin nói rằng là cái việc mà mục tiêu của họ muốn làm cho chúng ta tan rã thì được ghi nhận vào trong các văn kiện mang tính học thuyết chiến lược, chứ không phải bằng tuyên bố bằng miệng đâu. Như vậy là cái mục tiêu này là mục tiêu mang tính toàn cầu rồi. Nó không khác gì mục tiêu trong thế chiến lần thứ hai cả. Thế chiến lần thứ hai là đánh bại Liên Xô, tiêu diệt Liên Xô. Mục tiêu của chiến này là như vậy, đánh bại Nga, tiêu diệt Nga. Bởi vì nước Nga là cản trở lớn nhất đối với tham vọng của Mỹ tiếp tục duy trì trật tự thế giới đơn cực sau chiến tranh lạnh. Như vậy là cái mục tiêu chiến lược mang tính toàn cầu rồi. Thứ hai là lực lượng tham gia thì hiện nay là gần trực tiếp hoặc gián tiếp thì đã 60 nước rồi. Ngoài NATO thì nhiều nước khác, Nhật Bản, Hàn Quốc, một số nước khác, chứ không phải chỉ là NATO nữa. Người ta tính rằng là cái số lực lượng, số nước tham gia trong cuộc chiến này thì ngang bằng với số quốc gia tham chiến trong thế giới lớn nhất, và thì ra là khoảng 60 quốc gia. Như vậy là về lực lượng tham chiến thì đã bao trùm cả thế giới. Còn lại phương thức tác chiến thì mang tính phức hợp. Tôi nói trước hết là về kinh tế.
Thì như bà Cương lúc nãy có nói là 17,5 bệnh phẩm công vận, 17,5 nghìn đúng không? Vâng. Nhưng mà theo nguồn tin của tôi thì gần 20.000 bệnh phẩm công vận. Chưa một quốc gia nào có thể bị công vận ở mức độ như vậy. Đây là về kinh tế, về ngoại giao thì các nước phương Tây đã trục xuất 400 nhà ngoại giao của Mỹ, của Nga ra khỏi các nước phương Tây. Về phương thức tác chiến nữa là cuộc chiến tranh trên không gian mạng. Tính riêng năm 2023 thì khoảng 200.000 cuộc tấn công mạng nhằm vào Nga. Như vậy là có thể nói rằng là không loại. Còn về quân sự thì họ trực tiếp là sử dụng Ukraine tiến hành cuộc chiến tranh ủy nhiệm, viện trợ vũ khí trang bị, tiền bạc, tiền của về để cho Nga đánh bại Nga trên chiến trường Ukraine. Thông tin tình báo thông tin tình cung cấp thông tin báo một trong vệ tinh của Mỹ phục vụ cho này, cố vấn quân sự về phương thức thực hiện là như vậy, có thể nói là mang tính là thế giới rồi, mang tính phức hợp rồi. Thế còn đấy là cái phương thực chiến, còn cái lực lượng tham gia là phương thực chiến như vậy. Như vậy căn cứ vào tiêu chí mà nói về chính mục tiêu chính trị này, phương thức thực chiến này, rồi thì cái lực lượng tham gia thì đây là cuộc chiến thế giới rồi, phức hợp. Thế thì mục tiêu của họ là gì? Tính toán của Mỹ và phương Tây là với những biện pháp bao vây cầm vận mà họ gọi là cầm vận địa ngục thì kinh tế Nga sẽ sụp đổ, nước Nga sẽ tan tã, Nga sẽ không thể tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nhưng đến thời điểm này thì chiến tranh phức hợp đã thất bại, kinh tế Nga vẫn tiếp tục đứng vững, tiếp tục phát triển. Năm nay theo dự báo của Ngân hàng Thế giới thì nước Nga đứng vào vị thế tức là kinh tế phát triển khoảng 4% GDP của Nga, GDP của Nga khoảng 4%, kinh tế Nga tiếp tục phát triển ổn định. Về mặt quân sự thì có thể nói rằng là trên chiến trường Ukraine là không thể đánh bại Nga được. Đến thời điểm này thì như Thiếu tướng Lê Văn Cương đã từng nói là Nga, Mỹ cũng đã phải thừa nhận là không thể đánh bại Nga được. Nói như vậy. Thế thì đến thời điểm này thì trong tôi nhớ lại trong cái bài trả lời phỏng vấn nhà báo Mỹ thì Tổng thống Putin có nói thế này: đến thời điểm này thì các nước phương Tây cũng nhận thấy rằng là không thể đánh bại Nga được, cần phải tìm cách để chấm dứt cuộc chiến trong danh dự. Trong danh dự thì bằng cách nào? Tất nhiên là người Mỹ đã rút kiếm ra khỏi vỏ rồi, đã tuyên bố công khai là đánh bại Nga rồi, bây giờ không đánh bại Nga được thì phải tìm thế nào, tìm cách nào để rút khỏi cuộc chiến mà trong danh dự. Thì tất nhiên là phải lại đưa chính quyền Ukraine ra làm dỡ đầu chịu bán thôi. Thế cho nên có nhiều khả năng là sẽ phải thay thế Tổng thống Ukraine bằng một Tổng thống khác đàm phán với Nga để chấm dứt cuộc chiến. Theo tôi nghĩ đấy là cái giải pháp có thể nói rằng là hay nhất cho không chỉ cho Ukraine, cho Nga và cho cả các châu nữa. Nhưng tất nhiên là Mỹ phải chấp nhận thôi. Mỹ phải ngầm đằng nuốt cay, phải công nhận một cái thất bại như vậy. Tôi nghĩ nó như thế. Cho nên cái việc mà họ hạn chế không dám cho phép Ukraine tấn công, sử dụng vũ khí thế lực tầm xa của tấn công trên lãnh thổ của Nga đấy, là cũng ở nằm trong cái toán tính chiến lược là họ nếu họ quyết định đưa ra quyết định này thì đương nhiên là cuộc chiến sẽ bùng nổ, cuộc chiến giữa Nga với NATO, thậm chí giữa Nga với Mỹ. Đại sứ Nga tại Antonov của Mỹ còn nói thế này: người Mỹ đừng có nuôi hy vọng nếu cuộc chiến này thì lần này bùng nổ thì Mỹ sẽ đứng ngoài cuộc như thế chiến lần thứ nhất, thế chiến lần thứ hai. Nên nhớ rằng trong thế chiến lần thứ nhất ấy, thì Mỹ từ một quốc gia là bị mắc nợ châu Âu trở thành chủ nợ châu Âu. Sau thế chiến lần thứ hai thì Mỹ trở thành nước giàu nhất thế giới. Còn bây giờ thì không thể như thế được. Ông Antonov nói rằng là thế chiến này, cuộc chiến tranh thế giới này bùng nổ thì nước Mỹ sẽ không thể đứng ngoài cuộc. Nước Mỹ cũng sẽ, ông muốn nói rằng là nước Mỹ cũng sẽ bị tàn phá chứ không phải là đứng yên như là như cuộc chiến thế giới trước đây. Cho nên còn theo tôi nghĩ thì nước Mỹ bây giờ, người Mỹ bây giờ cũng phải nghĩ đến một cái kịch bản là chấm dứt cuộc chiến như thế nào đó mà anh vẫn giữ được thể diện. Vâng, xin được cảm ơn hai vị chuyên gia về những nhận định đánh giá vừa rồi. Thưa hai vị chuyên gia, thưa quý vị, có thể thấy Ukraine đang đứng trước những thách thức vô cùng lớn lao trong cuộc xung đột kéo dài với Nga. Tình trạng đào ngũ và sự thiếu hụt vũ khí không chỉ ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của quốc gia này mà còn đe dọa sự tồn vong của cả một đất nước, đặc biệt là niềm tin của lòng dân và chính quyền ngày càng lung lay. Khi nền kinh tế suy yếu và sức mạnh quân sự giảm sút, việc tìm ra giải pháp cho những vấn đề này trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Để có thể kháng cự hiệu quả, Ukraine cần không chỉ tăng cường lực lượng quân sự mà còn phải giải quyết các vấn đề nội tại, từ khôi phục lòng tin của quân đội đến việc thu hút sự hỗ trợ từ các quốc gia phương Tây.
Và trước khi kết thúc chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những đánh giá khách quan nổi bật của hai vị chuyên gia trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Họ nhận ra cuộc chiến này vô nghĩa. Hóa ra người Ukraine cầm súng của Mỹ để bắn Nga. Mục đích của Mỹ là làm suy yếu Nga, tan rã Nga, chứ không phải là cứu Ukraine. Bản chất của vấn đề là như vậy. Để giải quyết vấn đề này thì chính Ukraine phải tự nghiên cứu phát triển vũ khí tên lửa tầm xa. Thì đến giờ phút này thì Hoa Kỳ, phương Tây kiên quyết không để cho Nga thắng mà không để cho Ukraine thua. Chứ còn bây giờ thì không thể ai nói thắng Nga nữa rồi. Mục tiêu của chiến này là như vậy, đánh bại Nga, tiêu diệt Nga. Bởi vì nước Nga là cản trở lớn nhất đối với tham vọng của Mỹ tiếp tục duy trì trật tự thế giới đơn cực sau chiến tranh này. Zelensky là trăm lần hứa hẹn chiến thắng, ngay cả Washington và Brussels họ cũng chán lắm, không còn tin ông Zelensky nữa. Thế cho nên có nhiều khả năng là sẽ phải thay thế tổng thống Ukraine bằng một tổng thống khác, đàm phán với Nga để chấm dứt cuộc chiến.